Ok nhá, hello các bác nhá. Đấy, hôm nay thì em có một cái bộ dàn đây thì là một cái đôi loa Mogen Sun. Đấy, hôm nay thì nó cũng xong hết rồi. Cái này tí em lau lại các bác nhá. Cái này đang bới bẩn tí này. Đây này. Đấy, tất cả thì nó đẹp lung linh như thế này rồi anh em nhá. Đó, trước khi gửi cho các bác thì nó phải bao đẹp như thế này mới được anh em ạ. Đó thì em ai cũng chỉ còn có 1-2 đôi nữa thôi các bác nhá. Đấy, ở đây thì em đang vệ sinh lại cái đường phân tần, phân tích cho nó sạch sẽ để em gửi đến cho các bác này. Đấy, hôm nay thì có bác khách lấy một con đẩy lắp có bần 10.000 quy. Đó, con này 1.300 một kênh 8 ohm, một con đang số X5. Đó, và một bộ mic của DBL Cotic. Bộ mic này em đang thanh lý các bác nhá. Còn 1-2 bộ nữa MB800D đấy. Đấy, M800D đấy, mic cao cấp của DBL Cotic đấy. Em đang thanh lý giá rẻ thôi. Thì anh em nào có nhu cầu thì mua. Thì X5 của em ai thì thế thôi các bác. Đấy, vẫn thế, vẫn là 2,5 triệu. Đấy, nếu như có điều khiển, có thêm dây nhợ thì là 2,7 triệu bao ship, không là 2,5 triệu bao ship. Đấy, có vì chữ Vina nó cũng như không có chữ Vina, giống nhau hết thôi anh em. Quan trọng là cái ruột của nó. Đấy, rất là xịn, rất là đẹp thôi mọi người ạ. Đấy, đúng không? Còn ở đây anh em chúng ta mua những cái sản phẩm ở cửa hàng bên em thì em bảo đảm được cái chất lượng cho tất cả các bác để các bác chơi. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng bỏ tiền một lần thôi mọi người ạ. Đấy, và hôm qua thì em có test cho tất cả các bác thì nhiều bác bảo em hay bảo là chắc là bỏ mic vào hay là bỏ sao cạc vào hay bỏ cái gì để thu âm để làm sao mà nó lại hay được như vậy. Nhưng em hay không các bác nhá. Đấy, chúng ta không có vấn đề ở đây đâu. Ở đây thì em hai luôn luôn là công bằng và các bác mua hàng ở bên em hai cũng thế. Em hai test rất cụ thể và rất lề lối cho tất cả các bác luôn, chứ em hai không có làm ba cái trò lung tung đâu mọi người ạ. Đấy, thực tế với các bác là không bao giờ làm ba cái trò lung tung, là lấy những cái mic miếc thu âm rồi để mà bán cho anh em rồi thế này thế kia, các bác nhá, không có đâu. Em hai làm rất là chi tiết cụ thể, nó phải gọi với các bác rằng là quá là thực tế luôn, nên anh em sử dụng nó như thế nào thì nó vẫn hay như vậy thôi các bác nhá. Nó vẫn hay và nó vẫn chất như vậy thôi. Đấy, cửa hàng bên em đây mọi người có thể là nghe qua cái dòng loa này. Em cho các bác nghe cái độ bát lực như thế nào các bác nhá. Con này bát cực kỳ lực và tiếng rất là hay luôn. Đó, thực tế với các bác của tiếng lực và hay lắm. Đây loa này này. Hôm qua em có giới thiệu ruột rồi nhá. Hôm nay em test cho các bác này. Đây. Bát này. Bác nghe này. Đấy, em bật đẩy 4 kênh lên này. Vang này. Welcome to the tunnel. I'm your DJ. And I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Ok các bác, đó, bây giờ thì em hai sẽ thử test một bài hát nhá. Để cho anh em nhà mình có thể xem cái sản phẩm này nhá. Để hát thử một đoạn cho tất cả các bác nghe thử nhá. Ok cho anh em. Đấy, mời tất cả các bác nghe thử nhá. Anh em nào có nhu cầu hơn 2 triệu bạc con loa này thôi, nhưng mà cái chất lượng âm thanh nó rất là tốt đấy các bác ạ. Đấy, các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em hai để ở trên màn hình luôn nhá. Ok, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhá. Nhớ là anh em xem đây, bây giờ em hai sẽ test mic trước này. Test mic cho tất cả anh em xong rồi các bác có thể là nghe và cảm nhận nhá. Ok anh em nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ test con Sun số X5 em gửi đi cho tất cả các bác này. Đấy, và em sẽ hát thử nhá. Đấy, ở đây thì không có cái chuyện là em hát bằng sao cạc hay hát bằng cái mic miếc gì đâu để em thu đâu, mà em thu trực tiếp từ loa ra thôi. Đấy, từ loa TV này. 4 5 6 7 4 5 2 3 thì 6 7 4 5 2 3. Bác này thấy em hai hát hay để bảo là em hai thu bằng mic với em hai thu bằng thế này thế kia để mà lừa các bác, không có đâu nhá. Đấy, ok cho anh em. Bây giờ thì mời các bác có thể là nghe thử qua cái bộ dàn này này. Đây này. Ok. Đấy, tiếng thì nó sẽ rất là tuyệt vời đấy các bác. Và
thì chống hú nó siêu tốt rồi. Đây nó đứng rất là to và nó đứng rất là gần loa. Đây các bác này. Đấy. Một năm sáu bảy hai ba thì các bác vừa mới nghe xong con lăn xuống năm này thì em còn có ít thôi.
X5 của em này thì nó cứ như vậy thôi, tiếng rất là tuyệt vời, từ Echo, Reverb đến tất cả các mốt cho tất cả các bác. Và ở đây thì có những đôi loa Morgan Sun đó, những đôi loa bass neo, test neo rất là hay, và em đang trực tiếp ở đây cho tất cả các bác để các bác nghe gió. Ok cho anh em đấy. Trực tiếp qua số điện thoại của em Hai ở trên đầu bài các bác nhé. Em Hai cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video lần sau nhé. Bye bye.